họ tên quái vật, thủy quái rêu xanh biển cạn, phẩm chất quái vật, phẩm chất bình thường, cấp bậc quái vật, cấp 14, thuộc tính quái vật, hệ nước, hệ tối, trạng thái quái vật, bị thương nhẹ, phần chân bị thương, báo động, tiến đường thăng cấp phẩm chất tinh nhuệ. 1. Thủy quái rêu xanh biển sâu, hệ nước tiến hóa. 2. Thủy quái rêu xanh âm u tiến hóa. 3. Thủy quái rêu xanh đáng sợ, khủng bố tiến hóa. 4. Thủy quái rêu xanh bóng tối, ám mạnh tiến hóa. 5. Sơ lược về quái vật, là tiểu thủy quái sống gần khu vực biển, thích ăn máu thịt, thích lôi mấy sinh vật yếu hơn chúng nó xuống nước rồi sau đó ăn đi. Cao thiếu, quái vật được bắt sống đều ở đây cả. Tiến đường thăng cấp phẩm chất tinh nhuệ với số liệu quái vật hiển thị càng rõ ràng hơn rồi, là do tăng cường độ linh hồn, đột phá lên trị số giới hạn sao. Người bình thường mua ngự thú đều nhìn vào nhan sắc nhiều hơn, trông như thế này thì giá cả không cao, cho nên đám thủy quái này chết đi thì có thể bán, nhưng còn sống thì giữ lại trước. Họ tên quái vật, rùa sừng hưu sáu chân, phẩm chất quái vật, phẩm chất bình thường, cấp bậc quái vật, cấp 18, thuộc tính quái vật, hệ đất, hệ cây, trạng thái quái vật, tình trạng thương tích ở mức độ trung bình, nội tạng bị thương, không đáng lo ngại. Tuyến đường thăng cấp phẩm chất tinh nhuệ. 1. Rùa sừng hưu đất xanh, hệ cây tiến hóa. 2. Rùa sừng châu sáu chân, hệ đất tiến hóa. 3. Sơ lược về quái vật, là quái vật sinh trưởng ở trong nước biển, mỗi năm vào mùa đông thì sẽ lên biển để trứng. Sừng sinh trưởng trên đầu dùng để tản nhiệt, lưu thông máu, giảm sưng tấy và trừ tà. Nấu lên thì có ích cho tráng dương bổ thận, lợi cho hoạt huyết, tinh chế dán kem, chuyên cho tẩm bổ. Sừng sinh trưởng trên đầu của rùa sừng hưu sáu chân có vài chỗ đã được chữa lành, chứng minh thứ này có thể tái sinh. Nhưng đây rõ ràng đâu có giống sừng hưu, mà tại sao lại đặt cái tên như vậy? Lẽ nào có tác dụng tương tự chăng? Nuôi dưỡng mấy con rùa sừng hưu sáu chân này đi, định kỳ lấy sừng của nó. Vâng. Phần thưởng cho bảo vệ tham gia vào lần thủy triều quái vật này đã chuẩn bị xong chưa? Đã làm theo kế hoạch của cậu, chia bộ phận bảo vệ thành bộ phận tác chiến và bộ phận tìm kiếm, lần lượt cho những người phụ trách phòng vệ có biểu hiện vượt trội để đảm nhiệm chức vụ, còn lại thì cũng nhận được việc thăng chức và tăng lương. Trương Diệt, Hàn Phúc, Trần Chương, Lý Giả Tiên thì sao? Vâng, kết quả xử lý của bốn người này cũng đã công bố với tập đoàn, sa thải khỏi tập đoàn Nam Thiên, đồng thời tống giam ngự thú rồi đưa đi phòng thí nghiệm. Bọn họ ngoan ngoãn chấp nhận kết quả này, không có xin sự với anh sao? À thì Hàn Phúc kháng nghị nói, dựa theo pháp luật, ngự thú là tài sản riêng tư của ngự sứ, tập đoàn không có quyền nhốt giam. Sau đó thì bị Trịnh Tiết Trụ đánh cho một trận. Ồ, nghe nói bạn thân của Trịnh Tiết Trụ bị thủy quái cắn đứt một cái chân và biến thành người tàn tật, đồng thời lúc trước còn là thuộc hạ của Hàn Phúc. Đám này bình thường được tập đoàn nuôi, gặp chuyện thì lâm trận bỏ chạy, không hề quan tâm tới tính mạng của thuộc hạ dưới trướng mình. Ngự thú là tài sản riêng tư, cử thư luật sư cho bọn họ, dạy dỗ lại đám mụ pháp luật này, công ty cho ngự thú thì cũng có quyền thu hồi, để bọn họ trả tiền vi phạm hợp đồng dựa theo mức tiền cao nhất. Còn có nhân viên rút lui thì trừ 3 tháng tiền lương và tiền thưởng cuối năm. Tất cả nhân viên ra mặt chiến đấu, đồng thời bị thương thì thưởng nửa năm tiền lương, đồng thời liệt kê vào hồ sơ. Nhân viên hy sinh, người thân còn lại ở trong nhà sẽ do Nam Thiên chúng ta phụ trách, cung cấp giáo dục và chỗ ở. Hiểu rồi, cảm ơn cao thiếu. Tiểu Diệm, chúng ta đi tới thôn Nam Hà, điều tra ngọn nguồn của sự việc này. Thảm họa của 4 năm trước cũng chính là như vậy. Khi đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, thì tất cả sinh mệnh đều yếu đuối như vậy. Hả? Đại tử, đi xuống coi thử. Cao Bằng, có tôm con. Họ tên quái vật, tôm lục hình ẩn, loại biến dị có nhiều chân, cấp bậc quái vật, cấp 8, phẩm chất quái vật, phẩm chất tinh nhuệ, thuộc tính quái vật, hệ gió. Tôi bắt đó. Được rồi, biết mày lợi hại rồi. Tên này không phải là mục tiêu của chúng ta, bỏ nó xuống đi. Hả? Trước đó còn nghĩ tung tăng lắm mà, sao bây giờ không cử động nữa rồi? Trạng thái quái vật khỏe mạnh, ngoài yếu trong mạnh. Con biết giả chết nữa, đúng là thú vị mà. Mặc kệ nó đi, chúng ta đi lên phía trước coi thử.
Tiểu Diệm, sao rồi? Tôi đã để lại khí tức trên người con tôm này. Rất tốt, canh chừng nó cho tao. Thôn này ở gần biển, có quái vật loại tôm này cũng rất bình thường. Nhưng sau khi thủy triều quái vật xảy ra mà vẫn còn quái vật cấp thấp như vậy thì rất không bình thường rồi. Cao Bằng, nó hình như lặn xuống dưới đáy biển rồi. Đuổi theo mau. Đồ ngu, chúng bị kế của kẻ địch mà cũng không biết. Cao Bằng, khí tức mà tôi để lại trên mông của con kiến đó đã bị dập tắt rồi. Không sao, có thể phát giác ra khí tức mà mày để lại trên người con tôm này ít nhất cũng là quái vật cấp thủ lĩnh trở lên. Kẻ đứng đằng sau cách nơi này không xa, thậm chí có khả năng là trốn ở trong bờ biển dưới chân này. Mặt biển này rất bình yên, đừng tiếp tục bay nữa, bay cao lên chút đi. Ừ. Con mẹ nó, dưới chị khác còn cả áo giáp trong, thậm chí lôi điện của đại tử cũng không có gây ra ảnh hưởng gì quá lớn. Dám ăn Cao Bằng, giật chết ngươi, giật chết ngươi. Dùng móng để phá vỡ áo giáp trong trước, rồi dùng lôi điện, lợi hại lắm, đại tử cũng chiến thành rồi. Họ tên quái vật, cái đuôi dơi ma bóng đêm, cấp bậc quái vật cấp 46, cấp lãnh chúa, phẩm chất quái vật, phẩm chất tinh nhuệ, thuộc tính quái vật hệ nước, năng lực quái vật, kiểm soát nguyên tố nước level 3, lớp da kiên cố level 2, lớp da tiềm hành level 1, nội tạng cường quá level 1, trạng thái quái vật, tình trạng vết thương hơi yếu, tức giận, sơ lược gì quái vật, đôi cánh xèo ra động hơn 50m, cơ thể to lớn cũng đủ đứng đầu ở trong bảng xếp hạng ở biển cả, động tác nhanh nhẹn, phía trước có bờ môi rộng bằng một túi vải, có thể nuốt chửng con mồi vào trong cơ thể. Cao Bằng, trời quýnh tới mức khiến con quái vật nó bỏ chạy rồi. Làm hay lắm, quay về thưởng cho mày một hộp côn trùng sấy khô. Nhưng trong thực lực cũng không mạnh lắm, chắc không phải là kẻ đứng đằng sau.